Ok, nhảy du thì nhảy du. Một mình đúng không? Google mong mà. Nhảy ở kia được không các bạn ơi? Đâu cũng được. Ok bạn này. Thì cũng phải chết. Mà chỗ này mình có lối xuống đi đâu ấy, xuống quay lại à? Trên đầu cho hai xoay. À, nó có thằng một thằng nữa nó nhảy xuống. Liệm mà. Chạy chỗ khác thì các bạn, chỗ này xong rồi đấy, chỗ này là Rồi. anh em nhìn này, con ngồi nó có be 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 quanh mình. Có người này. Thôi xong Ôi, rồi, chúng thì nó lấy phải xe ló đua mặt xe vào đây. nhau kìa. Đéo gì thấy cơ. Hồn. Ôi từ sao mẹ rồi. Marie. Nhưng khó rồi. Tôi muốn hết cái gì để thằng nó luôn. Chào anh. Cái đấy chứ. Bạn gái bạn nói cái gì Nghe ấy, bạn thôi. bạn nói to được không? Bạn nói cứ pep, bọn mình nghe nghe không hiểu gì cả. Ở đâu mất của tớ đi. Nghe thấy gì thật á? Không nghe gì được. Nhưng mà có lúc nghe được lúc hay không ấy, nghe kiểu nó bị khó Thì nghe ấy bạn. không có xài nghe không 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 được Ủa, quá được bà bắp gì không xài tai nghe luôn à? Bạn xịn thật. à.
Sao vậy? Tôi rồi bắn thằng tai nghe thì sao đâu? Bạn không nghe? Ồ đúng đúng bạn. Bạn cần tỉ tai nghe. Ông sợ bố đâu mới cười bắt tôi cười. Đúng là theo số 3 tắt. Theo số 3 tắt, theo số 3 tắt. Để đấy để bọn tôi tháo tai nghe ra bắn cho đồng bộ với bạn nhé. Rồi kiểu bốn bốn anh em mình nói chuyện nhau là không hiểu gì luôn. Bạn hợp lý không? Bây giờ nghe rõ chưa? À, bia nghe rõ hơn rồi. Nghe rõ hơn rồi. Thi thoảng nó lại vậy mà cứ cứ lâu lâu nó lại mọi người cũng kêu hoài, lúc thì nó bị rực Đúng. Thỉnh thoảng là bạn 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 thỏ là bạn bắn PUBG lâu ấy chứ chỉ có những người bắn PUBG lâu với vứt cái tai nghe đi thì bắn rồi. phải Khổ. mà lúc 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 tập chơi game không có xài tai nghe bây giờ đeo. À. Thế là sai từ lúc mà đã chơi tập chơi game à? Đúng rồi, sao từ lúc đấy rồi. Hồi xưa mình bắn mình cũng không không có tai nghe đâu, xong mình bị chửi nhiều quá nên mình lắp tai nghe vào. Nhưng mà Bạn chơi PUBG lâu chưa? Có phải là gần đâu. mới có 25 25 à? 25 là 25 năm hay là 2 năm? sao cũng được. Bạn mà chơi 2 năm là bạn chơi lâu ấy. Bạn có dạy bắn PUBG không? Bạn dạy tớ với. Rồi tớ bắn tớ còn chả bắn được ai cái gì tớ dạy ai. Ôi rồi. Bạn không bắn mà bạn không xài tai nghe là bạn bắn kinh rồi, bạn dạy anh em bọn tớ luôn. Không Nhá. phải như thế, À không. quen chứ đâu phải là không muốn xài tai nghe đâu, cũng xài thử rồi mà có nghe được đâu. Bạn ấy đấy, bạn bạn lổ địa chỉ đấy. Bạn số 4 bạn ship cho bạn một cái tai nghe luôn. Tớ có quen số 4 đâu. Không quen thì bây giờ quen. Thì bây giờ quen. Đúng rồi, không quen thì quen sao quá kìa. Ừ. Là quen giòn quá nha. Ừ. Được không, được không, được không? Sao? Được không? Sao không? Đúng nhận sai cãi nào. Sao không nào? Cãi. Sao cãi, cãi như nào, cãi đi. Không nhận đồ của người lạ. À, không nhận đồ là đấy là tại vì bạn không chịu làm quen chứ bạn mà làm quen cái là thành người quen luôn. Hẹn rồi lại thành người yêu ấy chứ người quen gì nữa Là dọa thề luôn từ cái ông số từ 4 bạn ơi này chỗ tôi không có biết người người đợi thì cười hoài luôn. chúng tôi có một thằng bạn nghi ngờ lắm. Bạn biết nó đi. Chắc hai thằng đá stream. Một tí tí mấy em đéo gì nhỉ, sao các anh lại vo ve em có làm gì đâu, em làm gì có sai vai đi nữa, em có lỗi đi nữa thì em cũng xin chấp nhận là giá.
15 giây nữa sẽ biết mình. Chạy. Đâu quá. Sáng ngày ra gặp này người làm sao đỡ được. Ôi anh em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Em xin lỗi, em xin xem nhận trả ra. Ủa cái dao này làm nhiều tiền, nhiều làm ít tiền ít. Anh ơi, đừng bắn em. Anh nồi lại có thêm bông nữa cơ mà. Chỗ tôi bạn ơi. Đúng lắm bạn ơi. Bạn số 2 không? Chỗ này này. Watch out. Ôi bạn ơi, bạn đừng để bạn ạ. Bạn số 2 ạ, không bạn lại out sớm đấy. Bạn đi về đi, tôi nói thật. Hãy Mark bạn the ơi. location. I got supplies. Watch out. Bên kia bạn ơi. Bên kia đang đẩy sang. Hai thằng. Nó đẩy sang nhà chu rồi đó. Vào nhà vệ sinh này, hai thằng này, một thằng bên kia này. Một thằng ở dưới. Chỗ này cứu thỏ. Còn đâu đấy bạn? Bạn ping cho tôi kìa. Thank you. Hết rồi hay sao? Còn bạn đây. Tôi thấy ba thằng cơ. Giờ bên này là bắn nha. Watch out. Bay cả đầu mình rồi. Watch out. Ôi, số 4 có hàng to thế. To thật. Ui, nó còn có hai cái hàng à? Xịn thật sự. Mượn tí. Hãy